buổi chiều ngày 6 tháng 9, Podcom lại xin chào quý vị và bạn nhé. Chúng tôi còn thêm một ngày nữa thôi. Ngày mai nữa thôi, ngày kia chúng tôi xin di chuyển rồi. Tôi xin review phôi si này. Một lần tôi đã review cây phôi này rồi, nhưng hôm nay tại sao phôi review lại? Vì là review cái cây này, nó tôi bới cái bệ ra, thấy bộ bệ này quý vị các bạn này sâu đẹp, để muốn khoe quý vị các bạn. Cái rễ này mỗi hôm nó đến đây, đất đến tận đây, nên tôi mới bới xuống đây không vài phân. Đấy, to bệ nó chắc phải dài được 25 cm, cao thì cao hơn một chút xíu rồi, cao được 30 rồi. Đấy, già rồi, đây già đây, bộ bệ móng đây. Đó. Bây giờ tôi review cây này là mới cắt được cút này thôi này. Đó, cắt cút này chưa cả cái nảy mầm nữa luôn. Lá đây quý vị các bạn nhé, lá đây, có một cái lá đỏ rọi này. Đến giờ các bác ấy rảnh rỗi hát karaoke cả. Đấy, tôi xin review nốt phôi si này. Đây là quý, hết sẹo rồi, gần hết sẹo rồi. Mặt nào nhìn cũng yêu, cái này thật sự. Nhiều người hỏi phôi si này nhưng mà giá khả năng vẫn hơi cao hay sao nên là vẫn chưa ai sở hữu được. Đấy, nhưng mà khi tôi bới cho bộ bệ này thì tôi lại càng cảm xúc với cây này hơn. Rồi các bác hát karaoke ồn quá nên tôi xin kết thúc video nhé. Khi nào có cây mới tôi sẽ lại đăng lên quý vị các bạn cùng xem nữa. Vâng, Podcom xin chào quý vị các bạn nhé. Xin chào.